who knew I would make it this far. They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. That of me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the nigga. Stream thì đầu tiên thì mình sẽ build team, sau đó là mình sẽ chơi cái sự kiện mới để cho gọi là làm quả thí cho anh em ấy. Đấy, quả sự kiện mới nhá. Đó. Trước mắt thì là build team thôi. Đấy, trước mắt thì mình sẽ làm cái build team. Với ở đây đề bài sẽ là gì? Ở đây đề bài là team Pháp hoặc là team Chelsea 130 tỷ. Đấy. Team Pháp hoặc là team Man City. Tôi sẽ chuyển sang đây màn hình nhá. Thì ở đây mình thấy có là đây 157 tỷ các bạn, 157 tỷ chứ không phải là 130 tỷ như ban đầu bảo. Rồi Chelsea là Pháp ta. Bây giờ là chủ đề đưa ra, bây giờ tiền thì đưa rồi, đã chủ đã đưa rồi, đề bài cũng đưa rồi, là bây giờ mình có Pháp và có Chelsea, chúng ta làm gì giờ nhỉ? Càng ngày giờ tôi nghĩ là Chelsea, vì các bạn là Chelsea có một cái tiền đạo cánh phải tôi rất là thích. Đấy, ở Chelsea có một tiền đạo cánh phải tôi thích anh em ạ, nên là chắc là tôi sẽ chọn Chelsea. Để tôi làm cái tương tác với anh em đi, tôi làm cái phần thăm dò ý kiến. Đấy, build team nào, làm cái vote đi, vote cho nó sạch chín. 56% là vote Pháp, còn 45% những người vote là Chelsea. Ok, như vậy là mình sẽ kết thúc nhé, như vậy là Phăng với 53%. Đó, Phăng. Nào, bắt đầu chúng ta sẽ build đầu tiên vị trí tiền đạo. Ở vị trí tiền đạo này, tôi sẽ ưu tiên một cầu thủ có thể làm tường tốt. Một cầu thủ kiểu mục tiêu ấy, tiền đạo kiểu mục tiêu ấy. Đấy. Tiền đạo ở phía sau lưng, tiền đạo gọi là hộ công thì sẽ là tiền đạo kiểu xâm nhập, theo kiểu xâm nhập. Còn là tiền đạo cắm thì sẽ là mục tiêu Pháp. Đấy. Giroud. Với số tiền này tôi nghĩ là Giroud chỉ cần khoảng là 7 tỷ thôi. À khoảng 17 tỷ nhầm. Hay là Cantona nhỉ? Tôi đang phân vân này. Tôi đang phân vân. Nhưng mà tôi vẫn tin vào Giroud. Bóng meta này tôi tin. Nam ơi, cảm ơn Nam. Tiền đạo đá sau lưng à? Henry. Thierry Henry, đứa con thần gió, cho vẫn 613 nhé. Tôn GZS Man ố kỳ ham thầy. À, Gretman được, Gretman sẽ trong cái thành phần của tôi đấy. Uầy, thật hay quá nhở, cái này có xu xoáy này, có ma tốc độ này, cái này nó hơn một cái qua người với cái lốp bóng à. Nề cả chế trà la cả đã donate cho ta đi 10.000 đồng. Tới đây thầy Tân Trang góc stream thì có định Tân Trang cái phòng ban ekip không à? Đó làm. Giúp nâng cấp sàn PC cỡ trăm thôi để donate cho mượt ạ. Mất à, không, mua luôn. Cảm ơn nề cả chế trà la cả nhá, cảm ơn em. Thầy check qua đội hình có con nào Pháp, làm gì có con nào Pháp đâu nhở? À Betis này. À có một Betis rồi. Như vậy là mình có một Betis rồi, đỡ phải mua nhiều. Ôi trời ơi. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sao lại không ngạo nghễ thầy, lần đầu đi thi mà được thành tích quá đáng nể. Rất cảm ơn thầy vì thời gian vừa qua em xin phép sang trường làng ngồi. Cái gì mà sao lại qua trường làng nữa? Cái gì mà qua trường làng nữa? Từ từ chỉ số ẩn, hai con này con nào ngon ta? Ui sao con này nhiều ấy đấy. Con này không, tôi lấy con này. Tôi thì chỉ cần nhìn chỉ số ẩn thôi, bỏ con này đi. Từ từ so sánh hai phát nào. Sao con này nhìn ngon vậy ta? Con Griezmann này nhìn ngon đét luôn đấy. Đây này, có thêm cả tạt bóng này, xu xoáy này. Được đấy. Đã donate cho Tabi. Thể hình như nhau mà. Chiều nay em với thầy đi mua khăn với học tiếng Ả Rập thôi, here we go. Kiểu cáo mà nãy đây nha. Mua 33 tỷ. Xúc liền. Không phải nghĩ. Nào, bây giờ cánh bên này RAM bên này là ai anh em? Con này là ai? Bên này anh em tư vấn cho tôi xem nào. Hôm nay thì vẫn chỉ ăn thế thôi chứ sao nữa, bây giờ chỉ ăn thế thôi. Còn Dembele đắt quá. Dembele tôi nghĩ là tôi không mua được. Zidane thì lại hơi chậm. À, quả Zidane này ưng thế nhở? Ui, quả Zidane này ưng thế nhở? 30 tỷ được không? 30 tỷ nhả được không? Các sư huynh ơi, 30 tỷ cho tôi đi các sư huynh. Ưng thế nhở? Ở đây là sẽ là ai ta? Ở đây là mình có một chân trái rồi thì khả năng mình sẽ phải một chân phải. Polivin Pogba. Pogba này vừa tiền, 28 tỷ vừa tiền à. Uầy, 28 tỷ con thằng đặt 27 tỷ 500 nó mới dã tâm chứ. Con đặt có 27 tỷ 500 để đùa dã tâm thật sự. Xúc. Nào bỏ tạm thời bỏ Zidane nhá, Saliba. Saliba. Ủa Saliba khó mua lắm, con này sao mua được? À không, con này thì cũng mua được nhưng mà tôi nghĩ là Varane đi. Mua cộng 6 à? Hay là con Varane này cộng 6 ta? Cộng 6 đi. Min cộng 6 này tôi nghĩ là cái giá nó vừa phải và cái chất lượng sử dụng nó cũng ok. Giá trị sử dụng ấy. Rồi.
À, thế nào thư ký Kim à? Có một bạn vừa donate bảo thư ký Kim, để tôi xem là thư ký Kim ok không. Ô thư ký Kim hạt rẻ đấy nhở, thư ký Kim qua 2 tỷ rưỡi rồi á. Có thể hình trông được chứ nhở, 1m89 mà nặng 80 cân thì trông. Ô tôi cứ mua về, cứ mua về biết đâu là có gì cho dự bị cũng được. Min đi chợ thông minh, người tiêu dùng thông minh. Tôi đã mục tiêu, Oliver Giroud đã về. Nkunku cho nào. Nkunku, thằng Nkunku này không mua được. Cú này nó giá nó hơi căng. Đấy thằng này căng quá. Thôi tôi cho anh em cho tôi một con giá khoảng 14 tỷ đi. Tôi đang muốn 2/5 có khả năng xâm nhập vòng cấm, có khả năng tạt bóng được thì càng tốt. Cantona thì lại quá chậm. Nkunku à? Ribery. Ribery đi. Ribery là một cái tên khá là hay. Ribery là 2/5. Đúng không? 2/5. Nếu mà bảo cái giá tầm này thì khá là ổn. Khá là ổn, Ribery đi. Anh em nào vào xúc hộ Bierhoff cái được không em? Vào xúc hộ Bierhoff cái được không nhỉ? À con này, anh em nào xúc hộ Bierhoff thì cảm ơn anh em luôn đấy. Đây là một trong tiền đạo rất là hay ở trong game này. Một trong những tiền đạo cực kỳ phù hợp với meta. Cực kỳ phù hợp với cái meta tại cái đầu này. Mbappe cái gì mà đi đâu rút đi đâu, làm gì có chỗ nào tốt hơn nữa anh em ơi, làm gì có chỗ nào tốt hơn cái chỗ này nữa. Mbappe BTB rẻ. Tân Bi đà tuyển thủ lốp bóng và đây rồi Mbappe. Đây rồi. Donate cho Tabi 10.000 đồng. 15 tỷ. Team này phải có lời khen là đá rất cháy thề ạ, cháy khen ho. Mbappe đây rồi, ok. Vì các bạn là tôi đá team Pháp nó không phù hợp nữa nên là tôi phải cho Bierhoff ra đi. Đó, cho Bierhoff ra đi này. Nào. Min, đó nào, giúp nhau một tí đi, còn có 8 tỷ 2 với 16 tỷ 7 mà nó còn nỡ lòng đặt Min. Đùa nó, người nó sống với nhau nó quá đáng thật. Còn cố mà đặt Min nữa, đùa, ác. Người đùa đâu mà sao lại với nhau mà có 2 tỷ thôi mà làm sao mà khó khăn với nhau thế nhở. Mbappe bù 20k đi thì mua thì anh em giúp đỡ nhau, giúp đỡ một tí nói với anh em, nói khó với anh em như thế rồi anh em, sao ấy nhở. Lại còn Min nữa thì đây, ok đấy, nịnh ngay, nịnh chuyển ra nịnh ngay em ơi, chuyển ra nói khó ngay, có anh em trên kênh xúc liền. Bây giờ là thủ môn này thì là chắc là tôi nghĩ là tôi sẽ chọn quả Aurela. Hay là chơi Mendy một hot đi. Thằng Mendy thủ môn đấy, é Mendy đúng không, é Mendy đấy, mùa hot. Làm cái thằng này mùa hot nhỉ? Làm cái thằng này mùa hot cũng 6 đi. Em đi được đấy. Rồi, làm cái ba tỏi, xúc thằng này về, thằng này bắt yên tâm luôn. Konate. Konate to vãi cả đạn. 21U đắt quá, 21U này hết tiền mua này, hết tiền luôn này. Tôi mua thằng nào khoảng 15 tỷ thôi mà nó phải chất lượng đấy. 15 tỷ thôi nhưng mà phải chất lượng. Đấy là vấn đề là như thế. Hay là theo. Theo là thằng Pháp đúng không? Theo Hernandez này. Meta thả cánh chơi theo không nổi. Varane, Rafael Varane. Đấy, Rafael Varane. Ôi trời ơi. Tôi đang thích con Varane này. Nhưng mà con Varane này thì nó lại hơi ít tiền. Lại hơi ít tiền so với những gì tôi dự đoán. Con này thì lại quá cao tiền. Con này thì lại quá cao tiền, chưa mua được đôi cánh. Tôi sẽ chuyển hướng sang U3 cho nào. Upamecano đi. Bây giờ mình còn khoảng 45 tỷ, mình còn 3 vị trí nữa mà. Bún đậu mắm tôm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Như này đủ chưa ạ? Không thì xin con Pavert CB ạ. Đợi tí, cái này có phải Win School đâu, đang build nick cho người ta, có phải Win School đâu. Cho em con hàng Kalulu. Đùa đâu, đang mua, đang build ác cho người ta, cứ cho em con này, cho em con kia, ác thành cái gì nữa, xem là Kalulu. Phù hợp đấy, Kalulu tôi nghĩ là, tôi nghĩ là phù hợp. Em nghĩ sao? Tôi nghĩ con này là khá là phù hợp ấy nhỉ. Kalulu này là một trong những con mà tôi đánh giá là về cái độ phù hợp đội tuyển Pháp ấy thì nó khó mà qua được đấy, khó mà qua được cái sự đánh giá của anh em đấy. Tôi nghĩ là anh em sẽ đều cho rằng nó là ngon, giá không ảo, thầy xúc ngay. Giấu tên 100 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Varan WC22 cộng 6 thầy ơi, cháu nhà tôi đá tốt lắm. Đừng có nói rõ mùa, rõ cả thẻ cộng ra như thế. Lúc mua anh em người ta chỉ trích nhá. Đó, đừng có nói hẳn rõ mùa cả rõ thẻ cộng như thế. Lúc tôi mua là anh em trên kênh người ta chỉ trích thôi. Bà Lăng thôi nhỉ? Bà Lăng là cái gì? Bà Lăng?
Bờ Lăng 19 tỏi. Hợp lý thế nhỉ? Cái giá này hợp lý, giá này tôi mê anh em ạ. Giá này tôi mê luôn đấy. Anh em sao? Cái giá này anh em sao? Chứ tôi mê cái giá này rồi đấy. Ai chỉ trích đấy thầy nhỉ? Ai chỉ trích để làm gì? Thằng nào chỉ trích thì phải mua ngay con Varan này về đá cặp với cụ Bờ Lăng này thì nó là Netflix. Ôi giời ơi. Hùng có người yêu tên Mai nhưng đã chia tay, đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kalulu, thầy nghe tôi, tốc độ rất nhanh. Kalulu à? Nhanh lắm không? Ôi giời ơi. Khải Đỗ đã donate cho Varan này, tôi nghĩ là phải mua về này, phải mua về Varan. Thầy ơi, thầy biết tắt cái mà sau khi truyền mình điều khiển được cái thằng chạy theo hướng. Cái này không tắt được đâu. Cả em không tắt được. Hay robo mà nó cứ nhận cái đếu gì, thằng ST đang chạy thẳng tự nhiên chạy ngang. Không ấy đâu. Cộng 5 là đủ rồi à? Tôi nghĩ là cộng 5 thôi. Thật sự tôi nghĩ là cộng 5. Cộng 5 là đủ ấy, với tôi cộng 5 là đủ. Sao mua được vậy? Em Minh fan bê tông phấn đào đã donate cho ta 5.000 đồng. Pava. Ok. Pava đi. Benjamin Pavat, gọi là Pavat. Ôi giời ơi. Dấu tên 627 đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Úi. Em thấy Kim Pempi đá hay hơn Varan với Kalulu thầy ạ. À. thầy thấy vậy. Thầy cũng thấy vậy thật. Tôi có nên mua con Pavat này không nhỉ? Kalulu RB á. Để ý lương cho thầy. Ok, lương lậu. Từ từ. Quá lương à? Không quá lương đâu, tôi nghĩ không quá lương đâu. Cái bên này tôi sẽ cho nào. 21U à? 21U, 9 tỷ. 19 lương, múc. Quyết đoán này, phải quyết đoán. Bây giờ mua bán cái thứ nó phải quyết đoán lên. Cái bên trái này quá mất 2 lương thì mình sẽ dùng thằng lương 19 thôi. Đấy, dùng khoảng thằng lương khoảng 0.17. 0.17 gì đấy. Mandy đi. Đội này vào rank thì chắc chắn là cháy tưởng ho. Ai gặp đội này thì là ẩu lên đìa. Vào đây, vào mà ăn này. Vào mà ăn này. Ngon lắm, vào mà ăn này. Hay là dùng thằng này cân lương nhỉ? Em có đứa bạn tên Lê Cảnh Đức, anh chữa bệnh nghiện game Fifi giúp em với. Nghiện chữa làm sao em ơi, nghiện game đấy làm sao mà chữa được, anh còn không chữa được cho anh đây này. Nghiện cái đấy làm sao mà. Từ từ, thay được ấy nhỉ? Thay được ấy chứ. Ôi giời ơi. Em Minh fan bê tông phấn đào đã donate cho Tabi. Mandy, mua 1 tỷ này. Anh em ơi, 11 tỷ với hai cái tên dự bị thì tôi nghĩ là anh em tư vấn cho tôi được. Tôi nghĩ là 4.000 cái đầu ở trên kênh mà trụm lại mà suy nghĩ thì thừa sức nhỉ. Mã Tiến An, Mã Tiến An có vẻ được ấy nhỉ. Mã Tiến An đi. Trông có vẻ được ấy. Ôi sao thằng này có 1 tỷ nữa, thằng này rẻ mạt quá nhỉ, mua thằng này 1 tỷ. Rẻ mạt quá. Thế nào? Tao cho Manny, thằng tao cho Manny mua cho dự bị được. Mua dự bị quả cái mùa World Cup này cho dự bị. Ok. World Cup này rẻ á. World Cup này rẻ lắm. Min. Đó, đi chợ thông minh phải như thế. Osman Dembele đúng không nhỉ? Dembele cái thành tựu chuyển nhượng này nó làm sao nhỉ? Dembele BTB đi xem nào. Đấy, BTB. Làm con này mua dự bị được này, cho nó dày đùi lên. Men ú à? Benzema mùa gì 2 triệu. Bây giờ mua Benzema mùa gì được 2 triệu nhỉ? Benzema mùa gì được 2 triệu. À mùa gì mà được 4 triệu ra. Đã hay mà được 4 triệu. 4 tỷ. Sắm con này. Pabin 23HR. Xem nào. Rồi. Như này thôi nhỉ. Tôi nghĩ là tôi có cả đội hình dự bị rồi. Cả dự bị cả chính rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của team Pháp này. Sau 42 phút. Sau 42 phút đi chợ thì tôi đã hoàn thiện được cái tuyển Pháp này rồi. Chê cái điểm gì ở đội hình này. Tôi cần lý do. Jerry đã donate cho Tabi. Tôi cần lý do. Hello thầy, trong roi nay hoi yêu nhi mặt cười. Yếu đi va, Sarabo va cái, yếu va cái biết liền. Va cái biết liền. Trận đấu đầu tiên, đội tuyển Pháp giờ cài đặt cho nó giống Hàn Quốc. Cài đặt cái cho nó giống Hàn Quốc này, setup chiến thuật giống kiểu Hàn Quốc. Anh em xem. Mà Hàn Quốc chuẩn chỉ luôn. Đá tốc độ trung bình thôi, không cần truyền quá nhanh. Đó, tạt bóng thì tạt kết hợp nhá. Bây giờ tôi không để tạt cột xa mà tôi sẽ để tạt kết hợp. Cả cột xa và cột gần. Đó. Sút thì dữ dội tí. Đà đã donate cho Tabi 10. Tần Bi không đá. Đội hình này mạnh không khác gì Pháp ngoài đời. Pháp Vân. Cái gì mà Pháp Vân? Người ta build tuyển Pháp bảo Pháp Vân. Cây đã. Cảm ơn cây nhá. Tabi 10.000 đồng. Xâm nhập vòng cấm. SVD Wembley giá 10k. Gì? Sân vận động Wembley. Ok, bán luôn sân vận động Wembley nhá. Bán luôn sân vận động Wembley. Giữ vị trí 1-3 này.
Pogba lên 32. Jerry đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cân bằng. Hen và Song thay lai bom ETF ha. Bom đâu, không có bom, không có bom nha. Pháp Vân cầu rẽ luôn ạ. Sân vận động là Wembley đúng không? Bán luôn sân vận động Wembley 10.000. Có liền. Mà Wembley thấy bảo bị lỗi mà. Đây, Wembley thấy bảo là bị chói đúng không? Nhưng có phải không? Nó không biết là chỉnh lại ánh sáng của sân Wembley này chưa? Thôi được rồi, đá đi á, tính xong. Đá. Ôi ui, Pháp lại ứng thế. Tôi thể luôn, đây sẽ là một trong số những cái content mà tôi vui, tôi cảm giác là chắc tay nhất. Anh em chủ ác này tin tôi, vững tay trèo lên. Nhìn anh em này, nhìn cái cách tôi setup cho đội bóng của tôi này. Đấy, Giroud làm tường. Ơ, có đáo vậy? Con vợ này có đáo đấy. Sốt quá, gặp Pháp này sốt quá. André, một tiền đạo có tốc độ. Phiên bản mới tự nhiên là từ FVBL trở về meta 8.0, bây giờ đá 9.0, đá như một thằng mất hồn. Đấy, đá như một thằng mất hồn. André, Giroud chỉ làm tường thôi. Nhả. Ozin đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mấy ngày thầy đi đá giải em thấy trống vắng làm sao, chợt nhận ra thầy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Nhớ cách thầy build team, nhớ cách thầy súp ảo, nhớ tiếng chị Google. Nope. Mong rằng thầy sẽ like hàng ngày để em đỡ đi nỗi nhớ này, thầy Ly. Không có cầu thủ yếu. Sao lại Alaba? Nope. À, Thierry Henry, yên tâm anh em yên tâm, tôi biết cách khiển mà. Pava tạt thì như đầu khớp luôn, thật sự luôn, tạt như đầu khớp luôn. À. Cái khả năng phối hợp đó là. Du học sinh Hàn đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Ok, cảm ơn anh em nhiều nhé, mãi yêu thầy, mãi yêu anh em, thạ tim chiêu chiêu. Ok, cảm ơn du học sinh Hàn nha, không có cầu thủ kém, chỉ có những người chơi không giỏi. Ok. Mê cái cách ông thầy này ăn mừng ghi bàn vào rank thế giới 3. Cái danh nó quan trọng thế sao em? Danh với em quan trọng lắm à? Ui. Thế mà đã hay. Đừng khen những pha bóng như thế nữa, khen những pha bóng như thế là không tôn trọng tôi nha. Những pha như này này thì nó sẽ không được ăn được. Tôi thể với anh em tôi thích, tôi có thể đặt những cái nghệ danh cái thứ ok, mà tôi không thích thêm những cái chữ kiểu Hàn Quốc vào tên đâu. Kiểu Ly Lủng, người Việt là cái tên Ly Haji ạ. Ôi giời ơi. Ly Lủng rồi, ekip rõ rồi, cả một đội ekip rank thế giới 3 đợi khen kìa anh em. Quả này khó bắt đấy. Nope. Vẫn bắt được. Đã lâu rồi đúng không? Một tuần nay tôi chưa tặng em quả đá phạt nào, xin phép. Đây là quả đá phạt đầu tiên tôi gửi tặng cho anh em. Quả đá phạt đầu tiên trong vòng một tuần này tôi gửi tới anh em. Cú đá phạt này, toàn thể những người anh em bỏ thời gian xem kênh mình là mình xin phép gửi gắm tới mọi người. Còng đét. Nope. Ui, cái khả năng đá phạt của tôi nó vẫn, cái khả năng đá phạt của tôi vẫn còn anh em bạn, nó không hề mất đi sau khi FVBL khép lại. Quả này tôi tính này anh em nhé, tôi đọc trước kịch bản nhé. Tôi tạt cho Pogba sút thẳng một chạm vào gôn luôn. Như này. Tạt kiểu gì nhỉ? Mày. Nope. À hết giờ, quả hết giờ nữa. Cái đầu Giroud đâu? Cái đầu Giroud. Nope. Giroud to cao mà chưa đánh đúng quả đầu nào ạ. Mua về làm tường cũng đánh đầu tan hỏng này, chết thật. Nè. Nope. Không có tiền đạo yếu. Không có tiền đạo kém. Chỉ Oliver Giroud. Nè cái. Này, Giroud chạy đi em. Nope. Mà nó cứ cầm bóng, nó thua 3-1, nó cứ cầm bóng nha. Team Pháp mà e ưng nhất từ trước đến giờ. Chính xác. Pháp TV. Có luôn. Nào, lên đi Angry. Lên đi Angry. Jerry đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Và Tekasieri. Từ từ đã. Một thẻ đỏ 20k.
anh em thấy không, ở cái trình chỉ cần trình độ của thằng một thằng thế giới nữa, nếu mà nó muốn cầm bóng thì kiểu tuyển thủ cũng khó khó lòng mà lấy được, vì game này bản chất nó pressing rất là kém. 43 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy cho em xin báo giá quảng cáo ạ. Quảng cáo đi anh em ấy vào, một là gửi mail cho tôi nhé, hai là anh em vào fanpage chúng tôi. Đó, gửi mail đi cho chuyên nghiệp chứ anh lại báo giá trên stream. Chạy chỗ này, đấy, tiền đạo mục tiêu luôn sẵn sàng đợi đón bóng. Ok. Ôi. Anh Khoa giấu tên 339 nè. Đã đâu ghi đủ check no. Yes fanpage hộ em với rồi. Phan oh. Thanh Bình đó okay, em mình có gửi con ơ cộng 150 tỷ BP cầu thủ em chạy chỗ ngu quá thầy cứu em với ạ ok cảm ơn em nhá. Ok mà tôi sẽ anh em đừng hỏi về cầu thủ đi, tôi chịu anh em ạ. Kênh này không phải kênh hỏi về cầu thủ, tôi nói luôn cho anh em để cho anh em đỡ phải mất thời gian. Thầy nhận chữa bệnh cho ơ ách mơ lần ca thầy mày bắt nó bắt được luôn kìa. Ách mơ lần là cái gì? Phụ em đề nức lòng người mộ luôn đấy. Em mới vào lớp nức lòng người mộ. AC Milan có nhưng mà chữa bệnh thì tôi sẽ để vào cái ngày thứ năm trong tuần thôi. Sáng thứ năm và tối thứ năm trong tuần. Ui. Nope. Đá hay vậy. Có Betis để truyền hay vậy. Qua. Cái đầu Giroud. Cái đầu Giroud. Trời ơi, Giroud vẫn chưa mở một bàn thắng nào bằng tình huống đánh đầu cả. Vẫn chưa có bàn thắng bằng một pha không chiến. Nhưng mà làm tường nét nhờ, Giroud làm tường hay thật. Phải công nhận luôn đấy. Phải công nhận luôn là con Giroud làm tường hay thật. Thầy ghét mù con à, thầy nghĩ lag với Brock còn cửa ăn thầy ở gameplay 9.00 thầy. Điên, tôi không phải tôi ghét mà tôi không quan tâm luôn đấy. Còn Brozzi, bên Brozzi thật sự là tôi bên Brozzi, tôi chẳng có một cái gì à. Anh em cứ bảo là tôi ghét Brozzi mà ở ngoài tôi cực kỳ lịch sự với họ, họ cũng lịch sự với tôi thì chẳng có lý do gì để ghét nhau cả. Đoàn kết thì mới là sức mạnh. Hay quá nhở, ZD quả hay đấy. Uống cái gì á? Rồi, tôi sẽ ăn quả Hakumen, ông ấy cứ khen ông nào, tôi rủ ông đấy, tôi ăn ông đấy luôn. Đi sang top 1. Nope. Bắt luôn kìa. Đang stream à? À, đá một trận nữa nhá, đá một trận nữa với Pháp này xong chuyển đến nick chính. Bắt được con này. Nope. Đá để lấy danh hiệu PR bản thân còn vẫn giàu lắm. Ừ, đúng rồi. Như kiểu mang tiền đầy mà thiếu C1 ấy mặt cười. Đá đấy nhưng mà nói chung là sau giải VPL là mình kiếm được rất là nhiều sub ở trên YouTube, khoảng 25.000 sub. Khoảng tầm 25.000 sub từ khi mà mình tham gia. Mình tính từ cái hôm mà mình bắt đầu có thông báo là tham gia FVPL là mình tính mang về khoảng 25.000 sắp. Ôi, che cái rồi. Pavard. Cái đầu Giroud. Ok. Cha mẹ ở nhà làm ăn vất vả. Con trên này gửi ơ thầy Tabi. Ác mạnh mà. Ác là thua chỗ nào đâu, ác mạnh mà. Nào. Chipo. Cái đầu của Chipo. Cái đầu của Chipo vẫn chưa gõ ăn quả nào nhỉ. Tôi bảo là phiên bản này đánh đầu Chipo rất hợp. Mà tôi đánh đầu trước khi bản nào ngại quá. Nope. Ngại thật sự. Limited đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Limited nha. Review cho e đội hình Real mày bắt 150 tỷ DC không thầy. Được. Cái này là mình bên tổ chức giải nhưng mà cũng theo ý, cũng nghe theo ý của nhà tài trợ, họ muốn kích cầu vệ em tấn công liên tục. Hoàng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mày bắt được con này. Ronaldo mới gặp con vợ Huy Hải ở xã Đàn BSHK đội mũ mặt vinh ngược hạnh lắm. Em Huy Hải bây giờ theo thông tin lách ra nhá, theo thông tin lách ra từ chỗ Huy Hải từ giờ cuối năm Huy Hải làm con Magda. Mesut mới anh em ơi, Mesut mới stream thôi, làm nguyên lấy tiền Wiscan về, hôm nhận tiền Wiscan làm nguyên bộ Lacoste cho cẩn thận, đóng thẳng vào Lacoste làm bộ quần áo luôn, hết có tiền Wiscan luôn, nét chưa? Như thế nét chưa? Ghi đu. Quyết chưa? Cẩn thận đốt ác con vợ, nhiều con vợ mê sút là đúng kiểu dân chơi, con vợ đấy kiểu mạnh tay ấy. Cũng kiểu chi gọi là chịu chơi, người ta gọi là chịu chơi. Ok được rồi. Được rồi để tôi ra tôi.